Đẹp quá. Sao lại lắc anh? Lại lắc theo nhạc à? Đừng đừng có lắc quá nhá. Lắc là không đỡ được đâu. Anh ngắm bên ngoài chán quá. Em cảm ơn anh Đăng. Anh ơi, Thu Thảo kìa. Em ngắm anh ấy từ lâu lắm rồi. Thế thôi, nụ cười của anh ấy làm em Thảo lạc lối hết rồi. Vâng ạ, bối rối. Anh Duy Long ơi, bối rối gì nhỉ anh nhỏ? Lương Hồng Giang ơi, lên đây em ơi. Có anh trên lóc rất đẹp trai. Chưa vợ, đang độc thân. Anh ơi, em Lưu Hồng Giang đang có chưa có ý kiến kìa, sao anh cứ cười đấy. Anh xấu hổ Giang ơi, làm nào em nhở? Anh Phùng Vĩ Thiên, Vĩ Thiên. Vâng, em chào 52 người đang xem. Thu Thảo này, Hương Giang nữa nên là Lưu Hồng Giang là kết anh ấy luôn rồi. Nụ cười sao xiến quá, làm chị đêm nay mất ngủ luôn. Sao anh? Chỉ nụ, anh ấy hôm nay là chỉ cười thôi, không không nói chuyện. Anh trả lời ngay ảnh đâu đến nữa, Lưu Hồng Giang đang hỏi. Ở đâu ạ? Ở Quảng Ninh, ở các nhà. Ở Quảng Ninh, em Giang ơi, Quảng Ninh, Quảng Ninh, sắp ở Hải Phòng rồi em ơi. Anh Thiên.